3 dự án cao tốc Bắc Nam khai thác trước ngày 30 tháng 4. Thông tin về tình hình triển khai 3 dự án thành phần cao tốc Bắc Nam có kế hoạch hoàn thành, đưa vào khai thác tháng 4 năm 2023, Cục Quản lý Đầu tư Xây dựng cho biết, tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2022, cả 3 dự án Mai Sơn Quốc lộ 45, Vĩnh Hảo Phan Thiết và Phan Thiết Dầu Dây đã cơ bản hoàn thành kế hoạch thông xe kỹ thuật trên lớp bê tông nhựa. Sản lượng thi trung bình đạt 76,3% giá trị hợp đồng. Trong đó, dự án đoạn Mai Sơn Quốc lộ 45 đã hoàn thành móng, mặt đường 8,27 km trên tổng số khoảng 21 km đoạn xử lý nền đất yếu, 230.000 tấn bê tông nhựa, hệ thống an toàn giao thông, hệ thống đường gom, đường ngang dân sinh. Dự án đoạn Vĩnh Hảo, Phan Thiết hoàn thành 370.000 tấn bê tông nhựa, hệ thống an toàn giao thông và hệ thống đường gom, đường ngang dân sinh trên toàn tuyến. Dự án đoạn Phan Thiết, Dầu Dây đã hoàn thành 420.000 tấn bê tông nhựa, hệ thống an toàn giao thông. Khó khăn thời điểm hiện tại là một số mỏ vật liệu đất phục vụ thi công tại dự án thành phần Vĩnh Hảo, Phan Thiết và Phan Thiết, Dầu Dây đã hết hạn giấy phép khai thác. Hiện, các địa phương đang xem xét các thủ tục gia hạn. Riêng tỉnh Bình Thuận hiện đang chờ ý kiến của Thủ tướng Chính phủ mới tiếp tục xử lý thủ tục gia hạn. Hiện nay các gói thầu đang triển khai các lớp bê tông nhựa mặt đường nên cần phải huy động nguồn tài chính rất lớn. Tuy nhiên, hầu hết các gói thầu đã đạt xấp xỉ 80% giá trị hợp đồng, phải thu hồi hết tiền tạm ứng theo quy định hợp đồng dẫn đến nguy cơ thiếu hụt nguồn tài chính của một số nhà thầu. Để đảm bảo hoàn thành các dự án này trước ngày 30 tháng 4 năm 2023, Cục Quản lý Đầu tư Xây dựng đã đề nghị các chủ đầu tư dự án yêu cầu các nhà thầu tiếp tục duy trì tiến độ 3K, 4 kiếp thi công, không được rút bớt máy móc, thiết bị để triển khai các dự án mới, khẩn trương xây dựng kế hoạch cung cấp và duy trì nguồn tài chính phục vụ thi công dự án đáp ứng tiến độ yêu cầu. Các ban quản lý dự án cần tiếp tục theo dõi, đánh giá tình hình triển khai thực hiện của các nhà thầu đang chậm tiến độ, kịp thời báo cáo Bộ Giao thông Vận tải điều chỉnh cắt giảm khối lượng hợp đồng đã giao cho các nhà thầu này thực hiện tại các dự án thành phần thuộc dự án cao tốc Bắc Nam giai đoạn 2021 đến 2025 để tập trung thi công, hoàn thành dự án cao tốc Bắc Nam giai đoạn 2017 đến 2020, Cục Quản lý Đầu tư Xây dựng yêu cầu.